Ok, tiếp tục. Start recording. Tiếp tục. Chúng ta phải đi tập thể dục thôi, quá mệt mỏi rồi. Tập thể dục. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngược lại. Xoay tay về phía đằng trước. Xoay cổ. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Ôi ngã 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 ngã. Chúng ta phải đi uống nước thôi các bạn ơi. Nước là một yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống của con người. 70% cơ thể của chúng ta là nước, nếu thiếu nước, hệ miễn dịch của chúng ta sẽ bị yếu đi. Máu không thể lưu thông trong cơ thể, thiếu nước khiến cho làn da khô, khiến cho làn da trở nên thô ráp xấu xí, nhăn nheo già trước tuổi. Vậy nên các chị em hãy chăm chỉ uống nước, uống đầy đủ nước mỗi ngày để có một làn da khỏe mạnh, một cơ thể khỏe mạnh. Quá mệt mỏi với hội chị em. Hội chị em quá mệt mỏi. Để có được một làn da nâu như trong truyền thuyết, chúng ta cần phải phơi nắng. Phơi nắng thường xuyên. Mỗi lần phơi nắng tối đa 10 phút. Phơi nắng quá nhiều sẽ dễ dẫn đến ung thư da. Phơi vừa vừa phải thôi nha các me. Phơi nhiều quá hỏng da, không chịu trách nhiệm đâu nha các me. Thôi massage mặt đi các mẹ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn massage mặt để có một gương mặt phi lai thon gọn. Đầu tiên chúng ta phải miết ở bên này. Đấy, nhớ ngồi thẳng lưng để tránh làm gù lưng. Con gái mà gù lưng thì trông sẽ rất là xấu vì dáng bị khòm. Sau này già có thể tăng nguy cơ bị gù lưng. Mà gù lưng thì rất là đau nha mọi người. Đau lắm luôn đó mọi người. Trông như vậy thôi. Bởi gù lưng là luôn nằm cũng không được nè. Lúc nào cũng khòm 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 nè. Rất là có hại nha mọi người. Mọi người cố gắng ngồi thẳng lưng nha. Ủa, con đường mũi à? Mũi à? Mũi hay là con ba ba? Không phải mũi. Con này là con ba ba, con này bay kiểu kiểu không chuyên nghiệp tí nào. Chúng ta lại tiếp tục massage ở bên này. Có lẽ là bây giờ chúng ta nên tháo kính áp tròng ra để cho mắt thư giãn một lúc để tăng hiệu quả thư giãn. Các bạn có thể thấy nó hơi creepy một chút nhưng mà it's okay, cũng bình thường thôi. Dùng quen rồi là sẽ quen thôi nhỉ. Đấy, đã tháo được kính áp tròng ra. Giờ chúng ta sẽ nhỏ mắt. Nhỏ mắt để thư giãn mắt. Sau đó bây giờ phải đi rửa tay xà phòng để massage mặt.
Xin chào mọi người, sau khi rửa tay xong thì mình đã trở lại rồi đây. Trở lại rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục các bước massage mặt để có một gương mặt V-line. Massage bên này, massage bên kia. Đây mình sẽ phải đặt đồng hồ 15 phút. Để chỉ massage 15 phút thôi, massage lâu quá thì mệt người. 15 phút massage mặt nha mọi người. Đó. Massage cằm, massage ở bên này. Đó. Massage bên này, năm mỗi bên 50 cái. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Tự nhiên thấy cộ mắt thế nhỉ. Mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba, hai tư, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, đó, chúng ta phải lăn cả các phần ở trên trán nữa. Để tăng hiệu quả thư giãn, lăn ở trên các cung mày nha các bạn. Tao cung mày làm nó cho thư giãn đôi mắt của chúng ta, giúp cho đôi mắt chúng ta tránh khỏi sự căng thẳng mệt mỏi sau những nhiều lần làm việc với máy tính. Đó. Làm như vậy là chúng ta sẽ cảm thấy rất là thư giãn này, giảm stress này và cảm thấy rất thoải mái, sẽ làm cho các cơ mặt của chúng ta được thư giãn và giữ lại nét thanh xuân trẻ trung cho gương mặt. Đó, tác dụng của nó rất là tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn hãy cứ lan như này, nó rất là thích này. Đó, lan lên trên, lan dần xuống dưới, lan ở trên lông mày. Đó, rất là thích nha các bạn. Đó, chúng ta lại lan theo chiều dọc. Nhớ tác động lực hơi mạnh mạnh một chút để cho thấy hiệu quả rõ hơn. Đó, lan thế, kẻ nhiều vào. Đó, lan. Đó, bạn sẽ cảm thấy rất là thư giãn. Sau đó bạn sẽ lấy tay ấn hai thái dương của mình và xoay vòng tròn, xoay khoảng 20 vòng nha. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, vuốt một đường trong chân mày. Khá là thoải mái rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm động tác massage vào chỗ phía dưới mắt này để tránh bị nhăn. Bây giờ dùng một ngón tay giữa
cái này giữa đây để tránh bị xô lệch ra ở vùng mắt này. Đó, sau đó ta vuốt vuốt ngược lại như thế này trong khoảng vuốt khoảng 20 cái nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Đó. Sau đó ta làm cái mắt kia, làm tương tự. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ok. Sau đó chúng ta sẽ vuốt từ cằm lên. Một, để tóc lên nữa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. Ok, tay bạn đã ấm, bạn hãy úp tay lên mắt để cho mắt thư giãn hoàn toàn. Mở mắt ra. Bác sĩ cảm thấy rất khỏe mạnh, cảm thấy rất sảng khoái. Sau đó bạn lại tiếp tục massage bằng thanh lan lên trên trán. Massage hai bên. Massage trên khung xương lông mày. Sau đó xoay huyệt thái dương. 1 2 3. 1 2 3 ngược lại. 1 2 3. 1 2 3 ngược lại. 1 2 3 tiếp tục. 1 2 3 tiếp tục. 1 2 3. Đó. Rất là thoải mái. 1 đến 50 cái ở trên khung mày. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Giữ. Bây giờ bắt đầu chúng ta xoay vai đi. Thả lỏng vai. Xoay 50 cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Rồi, rất tốt. Giờ chúng ta sẽ xoay ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ok, rất thoải mái. Bây giờ chúng ta sẽ cầm tay và kéo đầu sang một bên, vai giữ nguyên, để chúng ta thấy rõ là cơ cái vai là mình đã được kéo căng. 1, giữ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi bên. Giữ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ xoay cổ mỗi chiều là 20 cái. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sau đó chúng ta sẽ vặn cổ. Rất thoải mái nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi uống nước để cho đỡ khô cổ. Đọc số nó khó lắm cổ. Thank you.
đi đi lại lại cho đỡ mệt mọi người. Mọi người biết không, nếu một ngày chúng ta không tập thể dục thì ngày đó chúng ta sẽ rất mệt mỏi. Các bạn nên tập thể dục mỗi ngày để tăng sức đề kháng cũng như sự dẻo dai của cơ thể. Không nên ngồi bàn máy tính quá lâu. Ngồi bàn máy tính quá lâu sẽ dẫn đến bị sơ vữa động mạch cổ. Nói chung là sẽ bị thoái hóa đốt sống cổ và thoát vị địa đệm, xẹp địa đệm hoặc là gù lưng, hoặc là các bệnh lý liên quan đến xương khớp nếu mà chúng ta ngồi quá lâu. Axit lactic bị ứ đọng. Đấy, hết giờ rồi. Hết 15 phút. Hết 15 phút để massage nghỉ ngơi cho body rồi đó. Trời ơi, hết rồi à. Bây giờ chúng ta sẽ có thể đi lựa chọn quần áo cho hôm nay là một ngày rất nóng cho nên là không biết là chiếc áo này có phù hợp để mặc không. Chiếc áo tank top 2 dây. Đó, chúng ta có thể mặc áo này thì có lẽ là sẽ không cần mặc áo lót. Chiếc áo tank top 2 dây cun ngầu thiết mặc vào dịp nào? Tiếp theo chúng ta có một chiếc vải chiếc giam màu vàng trông có vẻ rất tử tế nhưng mà lại không hề tử tế chút nào, và cũng không biết là nên mặc vào dịp nào cho nó phù hợp. Cái này chỉ có đi work hoặc là ăn mặc sang chảnh thôi các bạn ạ. Quá buồn cho độ chuồn chuồn. Quá buồn cho độ chuồn chuồn. Tiếp theo chúng ta có một cái gọi là áo yếm, không biết là size gì đây. Ngày xưa mình mặc cái này, hồi đấy mình vẫn còn béo, mình mặc cái này thì mình cảm thấy là nó body, nhưng bây giờ mình mặc có lẽ là nó lại hơi rộng rồi. Đây, vì cái vòng này của nó quá là rộng, cảm giác như quá là rộng so với mình hiện tại, nhưng mà vẫn phải mặc thôi. À, hay là mình khâu bóp nó vào nhỉ? Bóp vào hai cái đường bên này vào thì nó sẽ trở thành một chiếc áo body đủ chuẩn, đỡ bị thụ. Nhưng mà mình rất là ngại may vá vào cái giờ này, cho nên là thôi, kệ nó đi. Muốn ra sao thì ra. It's not my fault. Chúng ta bây giờ có thể đeo chiếc kính này, không đeo áp tròng, để có thể là đỡ bị mỏi mắt hơn. Được 24 phút rồi đấy. Chưa được cho lắm. Hello, it's me again. Kylie Jenner. Ai mà nghĩ là Kylie Jenner lại sinh năm 97 chứ lại. Không thể nào nghĩ được là Kylie lại sinh năm 97.
gọi bạn thân cùng độc thân Chipo của anh Sin Salim rủ nhau ăn mừng tiệc mùng 8 tháng 3. Như ăn sinh nhật, không bánh gato bim bim hoa quả. Như ăn sinh nhật không, bánh gato bim bim hoa quả sự hiện diện của bạn là niềm hạnh phúc cho tôi. Lâm Thị Nhân, Ajinomoto, Sanhate, Quỳnh Anh Xin, Chipupu, Linh Lu Photo, Kiều Tôm. Bim bim hoa quả. Và nhân vật trung tâm của bạn tiệc chính là chiếc bánh gato này đây. Mùng 8 tháng 3, đi ra đi vào. Kem nước gạo rang nhân tteokbokki dự kiến nó sẽ gây sốt năm 2020. Được biết đây là một sản phẩm mới của thương hiệu nước gạo nổi tiếng tại Hàn Quốc. Mà nước gạo nổi tiếng Hàn Quốc trở lâu nhìn có vẻ thèm thế nhỉ. Bánh gạo tteokbokki bên trong ăn dẻo dẻo khi quyện với lớp kem, vị nước gạo ra bên ngoài vô cùng hợp. Hiện tại sản phẩm này bắt đầu được bán tại Hàn Quốc rồi bán với suất trong mùa hè năm nay. Kem tteokbokki. Muốn biết những người có thù chuyện bếp nước là như thế nào, cứ xem vài ca nấu ăn thảm họa này nhé. Hà Giang, đẹp mê hồn. Thành ăn hành TikTok chủ tài là món ăn toàn món ngập trong hành. Bao nhiêu sơn hào này vị khiến nên được cái mắt món ăn đơn giản này. Làm ăn rất đơn giản. Đấy. Bánh bột mì thu hút hơn 2.600 lượt react và 500 bình luận. Cảm ơn bạn đã gợi ý cho tôi, chiều sẽ thử lại luôn. Hồi nhỏ còn nhớ bà mẹ hay làm bánh rán cho lũ trẻ trong nhà. Lớn lên mình khi chẳng làm lại đến nay cũng quên mất luôn vì cứ mãi lo công việc bếp núc. Nhà mình vẫn chuộng món này lắm, nhất là mẹ bé mình hay độn hành, độn kim chi và bánh rán cho lũ nhóc ăn thêm rau. Bánh bột mì cả một thời tuổi thơ. Instagram 28 phút 32, 28 phút 35. No way, no way. Nari Closet tiếp tục up story. Sunset short. Okay. Đấy. Lệ Nguyễn, Linh Nhi, Ngô Kim Tuyến, Đăng Ngọc. Chào các bạn. Cái gì đây? Công Quỳnh. Salon tạm nghỉ mấy ngày nhé chị em. Làm lại lúc nào sẽ báo chị em sau. Mina Bora. Một chiếc quần LK không viền cho bộ váy ôm body. Thử xem mà. California. California, Việt Nam. Yêu đã nhân 3. Đây. Hôm nay 7 tháng 3 tại đập câu lạc bộ California.
8, Tham City, đảm bảo môi trường, tiến hành công tác khử phương pháp hiện đại nhất cho toàn bộ không gian và các trang thiết bị, tiến hành kiểm tra thân nhiệt toàn bộ hội viên trước khi vào câu lạc bộ. California tăng cường khử khuẩn phòng gym. Miss Silver Henier ở California Centurion, quận 6. Đèn thế, đèn thế. Bởi vì các bạn Henier đã tập luyện với huấn luyện viên California Fitness trong 2 năm qua. Nếu có tình cờ gặp Hen trong câu lạc bộ, hãy chuyện trò chia sẻ với bước lại tập với bước giải sẽ thương xin đẹp Hen nha. Hen chúc mừng không hoang mang, stay strong. California City Chanel Yoga Royal City. Group X. Kính thưa quý hội viên, tôi không thể nào chấp nhận thêm được ý thức của một số hội viên trong trung tâm. Một chiếc quần ok không viền cho một bộ váy ôm body. Thử xem. Tristan, Tristan, try something today. Hồ bơi. Trong nước hồ có chất tẩy chlorine. Đó, hành trình đều của Kylie Jenner. Chiếc váy sinh nhật của Kylie thể hiện tinh thần nổi loạn của một millennial. I want it all. Thử xem mặt mộc.
lên trainer gây choáng khi để mặt mở 100%. Đôi môi tều mới gây chú ý vì vẫn bốc hơi. Cô nàng không để nguyên mặt mộc mà còn đeo kính cận. Điều đáng chú hơn là đôi môi mỏng dính. Đôi môi tiêm filler đầy đặn quyến rũ chính là điểm thu hút nhất trên gương mặt Kylie Jenner. Đôi môi tều chính là nhân tố giúp Kylie gây dựng được đế chế mỹ phẩm tỷ đô. Vì vậy, đôi môi mỏng dính làm cư dân mạng của giúp xung quen. Nữ hoàng Instagram sang chảnh và lộn lộn thường ngày. Hình ảnh ngoan hiền và kém sắc bất ngờ Kylie nhận được sự chú ý đông đảo cộng đồng công chúng. Được biết, từ sau khi sinh Stormy, Kylie gần như từ biệt với những mũi filler để đảm bảo sức khỏe cho con gái. Thay vào đó, chữa bằng cách tô son tràn viền, tạo cảm giác đôi môi dày quyến rũ. Tô son tràn viền. Kylie Jenner chụp mặt mộc. Mặt mộc gây nhỡ nhàng của dàn nữ nhân. Hollywood. Tyler, Kylie, Hadid, Tata, Sabrina vẫn tỉnh nhất. Taylor Swift. Selena. Hadis Supernot. Xinh hế, xinh hế. Mắt xanh môi hồng. Da nâu. Bella Hadid và Gigi Hadid. Mặt mộc của Gigi Hadid không hề nhợt nhạt mà vẫn xinh đẹp mút ngàn. Hello guys, welcome back. Demi Lovato, I woke up like this. Kylie Jenner. Selena Gomez có ảnh 1 triệu like. Bức hình gần đây đạt lượng tương tác khủng. Sexy bốc lửa của Selena. Bài đăng dịp sinh nhật lần thứ 27. Tấm hình khoe vòng một nóng mắt của nữ minh tinh. Chưa bao giờ hạ nhiệt. Hình ảnh đời thường. Chụp cùng bạn bè. Bức hình cảm động ghi lại cảnh Selena cùng cô bạn thân hiền thận. Cái gì Selena hiền thận á? Bạn thân hiền thận cứu Selena. Cấy ghép thận của bạn thân. Quá trình để ca sĩ điều trị bệnh suy thận do biến chứng của lupus ban đầu. Mùa hè vừa qua, Selena mất tích khỏi làng giải trí.
Tôi biết rằng một số fan hâm mộ nhận thấy tôi đã nghỉ ngơi khá nhiều trong dịp hè vừa qua, đặt câu hỏi tại sao không quảng bá sản phẩm âm nhạc mới của mình. Thật ra, tôi đã đi cấy ghép thận do bệnh lupus và đó là điều cần làm cho sức khỏe tổng quát của mình. Selena được chẩn đoán viêm cầu thận lupus vào năm 2015. Đối phó với chứng hoảng loạn và trầm cảm. Và vậy gốc vì hai quả thận đang càng càng yếu, có tên trong danh sách ghép thận. Khiết nghề vì sao bị bệnh lupus ban. Nguyên nhân sốt kéo dài, mệt mỏi, nhức mỏi cơ thể. Nguyên nhân sự rối loạn của hệ miễn dịch, môi trường, hút thuốc, căng thẳng, tiếp xúc độc tố như bụi là nguyên nhân gây. Di truyền từ sản gia đình, hormone bất thường như nồng độ estrogen tăng, nhiễm trùng. Ôi giời. Đấy, thế cũng được 42 phút rồi đó. Nothing at all. Same hot chick. Hot chick. Summertime. Nothing. Mấy hôm nữa chuyển nhà rồi, chán hẳn luôn. Superstar, chị em sinh đôi cùng cha khóc nội hả ha ha. Tâm mít cùng với tường đông. Xét vé cho bé 18-28kg nhé các mẹ, hàng mới về. Sumo Store có gì đó rất ư là này nọ, xét nhìn trẻ chu dã man thiệt. Sumo sử dụng loại vải hoàn toàn khác biệt. Mickey Boutique. Mickey Boutique 14.000 người thích trang này. Đó. Chỉ ở đâu? 95 triệu vòng. Giảm giá. Lồng cục tay kết huyền thoại. Đang đồ ngủ này. Thôi mình lại phải đi uống nước đấy các bạn ạ. Đấy, chắc mình phải đi uống nước.
Bộ Y tế lại nhắn tin. Châu Bùi, Châu Châu, chúc các cô gái của Châu sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, vậy là đủ. Mỗi năm thêm nhiều thay đổi, chỉ có cái mặt nhăn nhở là không. Có lúc mọi người hỏi hai đứa này thương nhau quá không? Có chứ, vì bạn bao nhiêu lần hai đứa chả biết dựa vào đâu, chỉ còn nhau. Đứa này ngã thì đứa kia kéo dậy và cùng nhau đi đến ngày hôm nay, không thương sao được. Động lực của em cũng chính là nhìn thấy Duy béo cố gắng mỗi ngày. Em về mình ăn sinh nhật Bùi nhé. Love you, su su. Khóc, hu 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 hu. Việt Hà Đoàn, Hà Gà, Mi, Ekira ô gì Eki. Trở về trang chủ của Instagram. Ekiro Kawaii Eriko, Eriko Kawaii. Why you use it? Linh Đặng Khánh Nguyễn, ngồi nhà xem lại hình hồi đầu năm, thấy mấy tấm hình này thật là vui.
kính đi đây. Kính có viền trắng. Bộ súp thật ngờ được tài trợ bởi em Châu Bùi. Nguyễn Đăng Khương Giang. Chị Mận Hoa Quả. Chị Mận Hoa Quả. MC Actress Model. Happy 8 March. Thật sự là đến giờ này mình vẫn chưa lao ra siêu thị hay chợ để mua đồ khô, mình chỉ mua đồ tươi để nấu ăn như thường ngày. Rất bình tĩnh nghe ngóng tình hình. Mọi người ơi, xin hãy hết sức bình tĩnh. Chị Mận Hoa Quả 150 triệu. Hoặc không có gì. Hoa cherry. Thôi Đào ạ, rẻ mặt quá. Sang những thiên thần nhà S6 làm ô xin cho rượu. Vừa đọc gặp anh thợ sửa ống nước 6 mới lại có lương cao, thi thoảng lại bán đồ của chủ được ối xiền. Đồng ý thì chị nuôi cả mẹ và con nhé. Hoa cherry. Ai cũng mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, Đào cũng vậy. Muốn làm lại từ đầu, muốn sinh con, nuôi dạy con thành người tử tế. Bảo bối cho hàng mi đây, dài và cực kỳ tơi mi của tớ là cái này ạ. Đi quay đi diễn, đỡ phải gắn mi giả. Nối mi làm gì cho hại mi. Khóc thì thoải mái mà không bị lem tí nào. Bà chị yêu thương đứa em bé nhỏ cái gì muốn là được dùng ngay ý. Ai cũng sinh nhật tớ sang ngay chị Nguyễn Diễm Hương. Hội tụ cả một quầy trái cây. Cân. Đào. Mận. Quất. Việc của chị em chúng tôi là lúc nào cũng phải tươi và xanh. Hoa cherry với Nguyễn Hương Giang. Mận Đào, cô gái nhà người ta. Sau cơn mưa trời lại dạ, còn ở Yên Bái vẫn đang mưa, nghe nói thiệt hại nhiều lắm ạ. Diễn viên phim hóa ra ở ngoài cũng chẳng ưa gì nhau nhờ. Gần mực thì đen, trùng gần trùng tớ thì xinh đẹp. Muốn sang thì bác cầu kiều, muốn yêu cô chị phải chiều cô em. Thế nên hôm nay xin phép ông bà đánh con ô to đưa em Đào tới. 20 sắm đồ mong rằng cứu vớt được tình hình hiện tại. 8 tháng 3 hoa tăng giá trừ váy thì đang giảm giá nha bạn ơi. Đào đẹp hơn trong phim luôn. Có đôi giày nào lớn xa hơn tí nữa không cho Đào mang với. Đổi bên.
hồi còn bé xinh hơn ý. Hẹn 4 năm tới nhắc lại là chúng ta đã bỏ một số vốn lớn để đi gấp vài chú gấu nhé. Cậu Việt Hoa và cậu Huyền Thanh. Cậu yêu thích, dưỡng da là không thể thiếu được đâu. Cô Đào, cô Thơ. Cô Đào chỉnh trang hơn nửa tiếng, cô Thơ thì quẩy mấy phút là xong. Đào trong phim hư vậy thôi chứ ngoài đời còn hư hơn nha mấy chế. Nhưng mà may được cái xinh và dễ thương nhưng vẫn được yêu như thường kha kha. Tổ đội nhìn nhớ chúc mừng cô gái hư hỏng hoa cherry nhé. May mà chồng chị tang rồi nên em chưa kịp chén. Hôm qua ẩm vác bụng đi biểu tình, mọi người thấy không? Có kết quả xem rồi nhé, đoán xem là công tử hay hoàng tử Lào. Khoa gà rồi đi chọn đồ tặng bạn gái. Tối nay hai chị em đi shopping 20 yên đây cả nhà ơi. Review Chiến Long nhà cô ở hậu Phan Hoàng Thu. Máy đời mới không đau không rát tí nào. Em du vừa làm vừa bôi gel nha các chị em. Được bảo hành tới lúc hết mới thôi. Ông cái bụng nôn đừng ai hỏi Long gì nhé. Tôi không nói đâu. Time Spa Hà Nam. Khi người ta cô đơn, trái tim mong manh trở nên yếu mềm, cố sắt lại bên ngoài để cho dấu đi con tim tổn thương. Câu chuyện của những đứa không thích ăn kem. Mẹ ơi, từ bây giờ con sẽ là cún, không làm người nữa. Thế tại sao con không muốn thử với việc làm người? Vì làm cún con thích ăn lúc nào thì con ăn. Ok, mẹ cho con làm cún từ bây giờ cho đến giờ ăn nhé. Yeah. Cảm ơn anh chị phóng viên, quý nhà báo và khán giả đều đã yêu quý cô Mận cùng bộ phim Cô Gái Nhà Người. Lớp ơ mời cả nhà đọc báo cùng Giang nhé. Mận trước khi lịch kiếp. Nguyễn Đăng Hương Giang. Xem là Hương Giang Đăng Nguyễn. Nguyễn Hương Giang chị mặc hoa quả. Em Hana Giang Anh.
Đừng để mẹ chỉ là mẹ. Ăn gì trong những ngày đèn đỏ? Cá hồi, chuối. Chuối có nhiều vitamin B6 và kali giúp giảm chứng đau bụng, giảm đau. Gừng không chỉ chống lại cảm giác buồn nôn mà còn giúp ấm bụng, giảm chứng căng bụng. Đu đủ nước ấm đậu nành yến mạch. Giảm sàn hết luôn. Mình thích Na bởi vì mọi lúc đều thấy ở Na sự tự tin đầy sức sống. Chị để mặt mộc chụp ảnh luôn ạ. Trẻ đẹp quá, em tuy vẫn chưa phải độ tuổi phụ nữ, nhưng những gì chị nói em rất thích. Hana feedback 7 ngày siết mỡ bụng. Ngày thứ 3 cùng cô ấy rồi, cố lên nào. Năm 29. Thuận Nguyễn Thanh. Instagram. Okay. Bye guys. Đến lúc chúng ta đã đến lúc phải nói tạm biệt các bạn.